Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 7 tháng 11 tặng cho đảng viên Lưu Công Yển, chi bộ thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đảng viên Lưu Công Yển, sinh năm 1925, được kết nạp Đảng ngày 15 tháng 7 năm 1949. Ngày vào Đảng chính thức 15 tháng 11 năm 1949, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Lưu Công Yển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của đồng chí Lưu Công Yển với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu không ngừng của đồng chí, mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc đồng chí Lưu Công Yển luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.